Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện trẻ em ở nước ta sử dụng từ 5 đến 7 tiếng trên ngày vào Internet cao hơn 2 đến 3 lần so với khuyến cáo. Con số này có thể cao hơn trong mùa hè nếu chúng ta không kịp nhận diện và quan tâm đúng mức. Với nhiều trẻ em, thói quen sử dụng điện thoại, máy tính và TV mỗi ngày đã trở nên phổ biến. Một thực tế đáng lo ngại là thời gian trẻ dành cho các thiết bị điện tử để giải trí trong dịp hè có thể lớn hơn rất nhiều trẻ đang phụ thuộc ngay càng nhiều vào các thiết bị điện tử và tình trạng này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ lạm dụng các thiết bị điện tử có thể khiến sức khỏe của trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau mỗi kỳ nghỉ hè số lượng trẻ đến thăm khám vì xuất hiện nhiều triệu chứng nghiện màn hình và nghiện game online gia tăng